Hello, xin chào anh em nhé. Cũng lâu lâu không có clip cho anh em. Thì cũng nhám tối rồi. Em sẽ review cái tổ chòe mà em làm tại vườn em, thử xem là theo dõi thử xem là tình hình là nó làm đến đâu rồi nhá. Làm đến đâu và đã để trứng gì chưa. Đây anh em này. Ok anh em. Đây, không biết liệu chòe bố mẹ nó ở đây không. Theo anh em nghĩ bố mẹ có ở đây không nhỉ? Em đá cây trước. Đây. Đây anh em ạ. Đây. Anh em nhìn dành không? Không biết là mấy hôm vừa rồi là nó đã làm xong tổ chưa và đã để trứng chưa. Ok chưa? Có khả năng là em nghĩ là để trứng rồi. Ok anh em nhá, tại vì là do một vấn đề là giờ này không có clip là do là chim một sinh sản thì em lại không đi bẫy đó. Nếu mà hai tổ này mà ok, nếu mà nó đẻ trứng được á thì khi nở được á thì em sẽ sẽ tặng cho anh em quanh đây, chứ em không bán anh em nhá. Em tặng cho anh em quanh đây. Cũng có mấy anh em đã cũng đã đặt rồi. Kiểu ý là kiểu cho mấy anh em vào đây rồi. Nên tổ chè này em không bán ấy. Em chỉ tặng anh em thôi. Tới đây em sẽ review nhiều tổ hơn cho anh em. Nhưng em anh em nào gần đây mà ví dụ có màu miếc em nhìn tổ mà anh em nào cần thì có thể alo em. Em sẽ cho anh em chỉ anh em vào, hoặc là anh em đến tự phá, tự lấy. Chứ em không lấy. Anh em ạ, kia rồi. Đằng cây cao ghê nhà em cũng nghi là đang có một tổ chòe. Đó, thì cái tít dưới xuôi kia có một tổ thì chắc là phải để đến mai em lại review cái tổ đấy sau. Tại hôm trước em có review tổ rồi, có cắp rác rồi thì không biết là bao giờ nở, à bao giờ đẻ. Thì chắc mai ngày kia em rảnh em sẽ đi review tổ nhá. Ok ạ. Ok, chào anh em.